cáo các bác, mới nhập đội được một vài em mới, không phải từ chợ đâu các bác nhá, chợ chả có hàng mà mua. Đấy thì một con siêu mini nhé, tầm này thôi, không phải siêu mini mà siêu lùn. Đấy, phong cách chơi của dân phố cổ đây, đang nuôi thả sổng và ông con sinh quê thì đang khoe các bác. Và thực tế mà nói là nó chưa đến lúc để hợp lý để cắt, nhưng mà em sẽ cắt luôn để khoe các bác, chứ cứ ủ mãi ở đây thì đến bao giờ mới được khoe các bác, đúng không? Đây thì quay lại chút với con này, gốc bệ đây, một con làng cốt làng ba vai rất hay, ông sinh quê cốt làng ba vai rất hay. Đấy, bệ chân bệ đế tay cành đã giật lên rồi. Đấy thì tí nữa sẽ có những cái nhát cắt để nó lộ ra thì các bác xem nó sẽ sướng hơn. Đấy, dù sao thì cũng phải cắt, cắt thôi chứ chờ đến bao giờ. Tất nhiên là chơi cây là không được vội, nhưng mà còn muốn chia sẻ với bác sớm thì phải buộc phải chấp nhận thôi. Đấy, và thực sự nó cũng có thể cắt được rồi, có thể cắt được rồi. Đấy, mà con làng rất là lùn và hợp lý trong tương lai. Bây giờ để triển khai các bác nha, triển khai. Đấy, à quên, sơ qua về cái ý tưởng con này tí thì em sẽ nuôi cái tay này nó mạnh lên một chút. Cái tay này thì có thể cắt cái cút ở đây được rồi, cắt cái cút ở đây, con này bấm vào đây, và chủ yếu là nuôi cái tay bên này này cho nó xứng với bên này, hoặc là làm một cây làng hơi lệch sang bên này một chút. Đấy, cái ngọn này cắt đi thấp xuống để giật một cái tay về phía mặt này này, và từ cái tay đấy sẽ giật lên một cái ngọn nhỏ trên. Đấy các bác ạ, về ý tưởng là như vậy, ý tưởng là như vậy. Bây giờ là thực hiện triển khai thôi. Ok rồi, vặt hết lá đây các bác, nó lộ ra cắt cho nó chuẩn. Có lẽ là không cần triển luôn, định dùng cái kéo này, nhưng mà nó khá cùn và nó sẽ gây cái mặt trên này, cái trên này thì sắc thì ngọt, cái mặt dưới nó quặp vào cái cành thì nó sẽ gây dập một chút. Dùng cưa. Đàn nào phải cắt cho thoáng không rồi, mặt lá cứ treo. Những cây nhỏ thì có thể dùng cái gì này được.
Đấy. Thấp xuống một chút nữa. Thấp xuống. Cái bông nó sẽ lên này, tay đây, sẽ tầm này, lấy ngọn lên tầm này. Đấy. Thank you.
Đấy, cơ bản là như vậy các bác ạ. Cơ bản là sẽ nhìn như thế này. Để xoay một vòng cho các bác xem nhé. Đây này, cái cành này thì sau có thể sẽ lấy cái này này thay thế, nhưng mà cái này thì nó chậm lắm, đang tính hai phương án, một là dùng cái này, dùng cái này thì đẹp hơn nhưng mà không theo kịp được cái tay kia. Đấy, có thể là một bóng bóng này. Đấy, tính cái phương án sẽ bỏ, một là bỏ cái chi sau này đi, làm con làng mà ba bông thôi tam đa. Nếu còn nếu làm này thì phải là ngũ phúc thì nó hơi dày đây, nhưng mà thế lại hợp lý hơn, mình giật ngọn lên được hình, có thể là giật cái này hoặc cái bên này, cái đoạn từ đây ở đây là không dùng, từ đây đến đây là không dùng đấy, nhưng mà đang để cho nó khỏe là mọc cái mầm nó to lên cái mầm đây nhá, bẻ sang bên kia giật một cái ở đoạn cong này lên, một cái bông nó làm cái ngọn đấy. Quay cầm camera quay này xem.